Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hôm nay là thứ tư ngày 6 tháng 3 2024. Khương Dừa đi lên đây để Khương Dừa gặp gỡ một cái ông anh, mà cái ông anh này Khương Dừa nghĩ chắc cũng nhiều bà con cô bác biết á. Dạ để coi ông anh này là ai nha bà con bác. Dạ. Trời ơi đồng ghê, chắc ảnh đang tiếp khách. Chào anh Hải. Đang làm việc hả? Thôi giờ mà mời anh Thu ngủ nước. Chào quý khán giả của kênh Khương Dừa các anh hải. Bây giờ chào quý khán giả xem đón xem kênh của Khương Dừa. Đây kênh Khương Dừa. Đeo cái này cái anh, đeo cái này. Hiệp sĩ Thanh Hải. Dạ. Anh đang tiếp bà con hả? Đang phát rồi, tiếp từ sáng giờ đông vậy hả? Tôi tiếp từ sáng đến từ 7 giờ đến 10 giờ, 5 giờ 11 giờ mấy rồi chưa hết khách. Là cái giờ tiếp khách của anh là từ 7 giờ đến 10 giờ. Từ 7 10 giờ mỗi ngày luôn hả? Mỗi ngày ngày đông tiếp khách ở đây là tiếp miễn phí. Không tiền bạc hết á, đây giúp dân miễn phí, người nào cũng khổ đến đây hết. Là ai cái này mà, ai mà khổ cũng cho tiền thì kia. Là cái này là cái địa chỉ để anh tiếp. Địa điểm là 423 Đại Lộ Bình Dương. Anh tiếp ở đây bao nhiêu lâu rồi anh? Tiếp ở đây là được hôm nay là hầu đầu năm 2007 đến nay. Nhưng mà đi bắt trộm cướp là năm 97 đến nay. 97 rồi. Được bằng khen lớn nhất là của Chủ tịch nước Vương Chương với công hạng 3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là của ông Nguyễn Tấn Dũng. Dạ hay quá, chúc mừng anh nha. Nghe danh anh đã lâu rồi nhưng mà chưa có dịp gặp anh một bác. Hôm nay có hẹn với anh đi xuống gặp anh. Anh tiếp xong rồi chưa? Dạ rồi, gần xong rồi. Cụ thể như mấy anh chị đây là đến nhờ anh làm gì? Đến nhờ là giải cứu Campuchia. Đây là chị ốm này là chị. Giải cứu Campuchia. Làm sao chị con chị đi hay sao chị? Con em nó bị người ta gạt đi. Đi bao lâu rồi chị? Dạ hơn 10 ngày. 10 ngày hả? Nó bao nhiêu tuổi rồi vậy? 14 tuổi. 14 tuổi đi luôn. Chị không hay hả? Dạ không hay, nó nói là đi qua bạn chơi. Dạ. Nếu nghe bạn chơi rồi mấy ngày sau mới báo tin về. Là con gái hay sao chị? Dạ, con gái. Rồi chị liên lạc được cháu chưa? Giờ nhắn tin rồi mà 2 ngày nay không nhắn được. Dạ, đi tình hình của bé sao rồi? Dạ, cũng biết sao luôn. Rồi mình phải qua bển mình gặp bé hay tìm bé hay là mình sao chị? Giờ dạ, cái hướng em sao? Giờ đi làm mướn, bây giờ cũng đang khổ, nhờ anh Nguyễn Thành Hải giúp chị cứu cho em về. Mà chị quê đâu? Chị quê ở Long An. Ở Long An hả? Ở Long An qua bên Campuchia cũng gần ha. Ờ. Dạ. Lần sau rồi như trường hợp của chị. Trường hợp của chị này bây giờ chờ nó nhắn tin về mới qua tòa nhà nào, địa chỉ phòng nào, công ty nào mới giúp cứu chờ con chị về được. Bây giờ chị nói là ở bên Campuchia là chứ chỗ nào. Không không? Có gửi cái định vị gì chưa? Là chờ tôi giải quyết rồi. Rồi anh đi qua bển luôn hay sao? À, qua bển luôn. Qua anh cứu luôn. Là cũng giống như qua bển để mình thì mình làm thủ tục hoặc là sao anh? Qua bển rồi coi nó ở tòa nhà nào, rồi phòng nào, rồi lầu mấy, rồi nó làm việc nơi nào, rồi mình mới vô liên hệ với cảnh sát hoàng gia Campuchia, rồi mới đưa bé mới về đây Việt Nam được. Nhưng mà chắc anh Hải làm quen rồi, chắc anh cũng có mối quan hệ, có mối quan hệ rành đường đi nước bước đúng không? Cho nên sẽ dễ hơn bà con bác phải không? Đúng rồi. Những trường hợp ví dụ như qua bển người ta nói là bé nó ký hợp đồng lao động hoặc là mượn tiền thiếu nợ rồi bao nhiêu phải trả rồi phải sao? Hỏi mình phải xác minh hai bên là nói chung là hiện nay là qua cứu được hai bé về, một bé là nó đòi là 250 triệu. Dạ. 250 triệu, nhưng mà nhờ các cái quốc gia Campuchia thì nói chung là giúp cho bé về miễn phí. Dạ. Nói chung là ra là như vậy, nhưng mà mình chỉ tốn tiền xe thôi. Dạ. Tốn tiền xe là về dưới đóng phạt là vượt biên trái phép. Dạ. Ồ, hiện nay chắc mấy cái trường hợp nó cũng nhiều ha. Nhiều. Mấy bạn nhỏ nhiều khi không có kiến thức thông tin rồi cái nghe người này người kia nói qua bển làm này có tiền có bạc đúng không? Đúng rồi. Nghe theo rồi qua bển cuối cùng bị bắt làm công chuyện này công chuyện kia. Đúng rồi. Không liên lạc được về nhà luôn. Nói chung ra là trên mạng Facebook hiện nay là mình cứ nói riết bắt làm cha làm mẹ phải dặn dò con cái mình không nên xin việc làm trên mạng, đừng nơi mình tôi Facebook là gì nước cao, nó để làm tháng 1-2 ngàn đô, 3 ngàn đô một tháng qua công chi làm, nhưng thực chất là nó bán mình qua bệnh, nhưng qua bệnh đâu làm đâu được đâu, ở nhà phải bán nhà chuột nó, ở nhà nói chung là phải cầm nhà bán nhà chuột nó mới coi mình mới về được. Yeah. Nên giờ khó khăn lắm, mà chuột đâu nó phải là tự như mình tự động mình chỉ tiền qua nó là mất tiền luôn. Yeah. Nó chưa nhận được tiền. Yeah. Nên mọi người có con em mình
xin việc làm trên mạng, mình bán qua Campuchia liên hệ hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp giùm ha. Rồi là nói chung ở đây giúp miễn phí, không có tiền bạc hết à. Thì nói mọi người vậy mà chứ không có tự động mình chỉ thôi, nó, chỉ cần tự động mình cần bắt tiền. Em nghĩ nên nên thông tin tuyên truyền chắc là nhà nước mình cũng thông tin tuyên truyền cũng nhiều lắm đúng rồi. Nhưng mà dạ, tại cha mẹ tại nhiều nhiều khi bé nó không có cái thông tin kiến thức đúng, đó. Đúng rồi, nhưng mà tại cha mẹ mình không nói cho mày biết, không nói cho nó biết, dặn dò không nên là trên mạng và không nghe lời bạn bè mình thì nó bán mình, nó bán mình biết sao không? Giống như trường hợp của chị đây, em nghĩ chắc ở nhà cũng lo làm nè, rồi không có để ý tới con cái, nhiều khi nó đi theo bạn bè đúng không, không theo bạn bè cho nên bà ông bác bé hoài à, bé không biết đòi đi kiếm tiền nó thôi, con còn nhỏ có kiếm tiền gì, mẹ đâu có cần tiền của con đâu, ở nhà đi gán từ từ mẹ cho con đi học nghề, nó nói thôi con đi xuống Lục Ninh đó con kiếm việc con làm, con nói thôi con còn nhỏ lắm con không làm được đâu, mới nói mấy bữa cái đầu quậy nhà nó nói con kiếm được việc ở bên Tây Ninh đó. Trời. Con nói trời con quen ai bên đó, nó mấy bà chị. Xong rồi có mấy ngày sau mẹ con qua tới Campuchia rồi. Trời ơi, là chưa, bé nó chưa có giấy tờ gì luôn hả chị? Dạ mới 14 tuổi, đâu, được, trong chưa, giấy mới 13 tuổi. Chưa có giấy chứng minh luôn hả? Dạ chưa. Sau này ngày 11. Bởi vậy cho nên chị mấy đứa con? Dạ hai. Bé đó bé lớn hả chị? Bé nhỏ. Nhỏ hả? Trai lớn thì đang đi làm. Ông xã chị mận gì? Dạ thôi xả mấy năm rồi, dạ. 7-8 năm rồi. Bởi vậy chị cũng lo bươn chải để nuôi con mà, cho nên nhiều khi không để ý. Cho nên quý bà con bác mình cũng lưu ý ha. Khương vừa thấy có nhiều thông tin rồi tuyên truyền nhiều lắm. Nói chung là ở đâu cũng vậy, nó cũng sẽ có người tốt người xấu, và người ta sẽ đã khi người ta đã lừa gạt kẻ xấu lừa gạt thì người ta không có nghĩ tới cái chuyện gì đâu. Ta chỉ cần lừa gạt rồi người ta lấy tiền lấy bạc, cho nên là mình mà nghe nói không có chuyện gì mà nó sung sướng mà nó có tiền nhiều đâu mà con bác, chỉ có ở nhà với cha mẹ là sung sướng tiền nhiều thôi, chứ không có cái trường hợp nào mà mình đi ra ngoài đường mà mình làm mình ngồi chơi mình ta cho tháng 1.000-2.000 đô. Đúng rồi, cho nên là cha mẹ mình cũng để ý rồi cũng nói con cái, nhiều khi nó nhỏ nhỏ mà nó cũng ham chơi rồi nó ham cái này kia, rồi thấy cái nhiều khi cho được 2-3 triệu hay gì cái kêu đi đấy, mày đi qua bển làm còn nhiều hơn nữa, cái xong mình đi theo rồi lấy. Trước tiên là mình thấy khổ cho bản thân mình, thứ hai là làm khổ cho gia đình nữa, gia đình lo lắng nhiều quá. Bây giờ thì bây giờ phải cố gắng để coi như là tìm bé để về đó. Với bây giờ sớm mơ vậy có hai cái ca làm người 40 tuổi cũng còn bị xin việc làm trên mạng đưa qua Campuchia cầu cứu, hiện giờ ở Usamat dắt Thái Lan mà 40 tuổi rồi nó mắc nợ cái qua bển giờ nó kêu cứu, rồi có một ca là nhảy lầu từ lầu 2 xuống, giờ gãy 2 giò nằm bệnh viện, giờ chút rồi không gì thay đổi, là chiều nay tôi phải qua bển coi là bệnh viện nào để cứu anh trai này về, dạ, trả tiền bệnh viện đồ này kia rồi mình về ha. Nói chung ra là anh thường đi với ai? Thường đi với qua bên một bài, đi với mấy anh đệ, đi với 2-3 thằng, dạ. Để qua bển coi sao, nói chung ra là ở bên Campuchia là bây giờ là phức tạp đó. Ủa bây giờ sáng giờ chắc mấy trường hợp là nhờ giải cứu bệnh không hả? Nhờ giải cứu bệnh cũng nhiều mà đi tìm vợ, tìm chồng, lạc, tìm con. Lạc rồi bỏ đi. Nói chung là rất là nhiều. Nên mọi người nên cảnh giác. Ở Campuchia có nhiều người ở đây làm 2-3 bằng đại học, làm tháng 10 triệu cũng phải làm. Còn qua bệnh làm gì? Mình không có biết chữ, mình không biết gì mà qua bệnh làm gì. Bán người bên bệnh chứ làm gì? Đó mà qua bệnh không có lương. Hoặc là ta bóc lột xuất động. Bóc lột xuất động không có lương. Một buổi đi thì nó phải có giấy tờ đồ đàng hoàng. Đúng rồi. Không phải là mình nói là bên nước bạn là không phải là không có công ăn chuyện làm, không có lương cao, nhưng mà đi phải có giấy tờ đàng hoàng, có xuất cảnh đồ đàng hoàng, rồi có hợp đồng lao động đàng hoàng, chứ còn mà đi mà nó cứ đường chui qua cái đường kia mình vượt biên ha. Đúng rồi, vượt biên. Thì là không có việc gì tốt đâu, cho nên quý bà con bác mấy cháu rồi mình cẩn trọng, từ già tới trẻ, có nghĩa là họ chỉ cần dụ dỗ mình qua đó rồi cái họ báo thông tin về gia đình để chuộc tiền về đó. Và gia đình thường thường rất là khó khăn luôn, giống như chị gái này bây giờ kêu dùm bỏ chừng 50 triệu để chuộc về, sao có tiền mà chuộc, đúng không? Nó nhắn gì các bạn, nó nói giờ mà nó phải đi về đó là phải tốn tiền mới về được. Tốn bao nhiêu chị? Chị nhắn với bạn đó, rồi bạn nó nói rồi hỏi bao nhiêu, nó nói khoảng mấy chục triệu á là mới đi về được. Mà thì... nhắn nó thì hỏi thì sao con
Nó sợ em lo, nó nói con không sao đâu, về tháng cũng về. Thì bây giờ cũng phải gắng chạy chữa, chạy rồi chọt nữa đi kiếm tiền đi cho bé về chứ gì sao. Giờ Đó, em mướn dòng. nhà được trăm mấy hay trăm này, Dạ. đâu đâu mà ra được mấy chục triệu cho con về. Thì bởi vậy em nói từ tầm giống như chị tầm 5 triệu chị kiếm cũng không ra nữa. Ồ, giờ là một ngày em giải quyết Rồi biết vậy nhiều là không đi ạ? quyết, để giải quyết cho để chịu quyết. Dạ. Rồi Còn đây là mấy anh rồi đây là nhờ chữa rồi bệnh đồ con sao anh? ơi, chú này là chú bị chú bán vé số, chú cần bị chú bán số mà vừa qua thì bị trộm đó, tiền vé số của ông hết mười mấy triệu mà hôm nay cho ông hết được hôm nay con cho chú được nhiêu tiền rồi? Hai lần là chờ, nãy cho được 3 triệu. Nói thật chứ cô bác là tại vì em bị bệnh phổi, lao phổi, cái phần bây giờ nó qua ung thư rồi. Hôm nọ là buổi mùng 3 Tết có bán ở chợ Bình Dương mình, là ngay trang ngày 6 gần ngân hàng á, Agribank. Bữa đó nó mệt quá, nó có lợi là nó cho mua cho hộp bún ăn, nó kêu ăn đi rồi bán tiếp. Thì chú Di có ăn miếng bún đó là tự nhiên là con người nó mất cái cảm giác, lúc mình bị sơ hở nó mới lấy cái túi tiền nó chạy. Thì khi mà mình tỉnh lại thì túi tiền nó đã mất rồi, thì có nhờ cô bác người ta giúp là điện cho hiệp sĩ Nguyễn Văn Hải lên để quay video và hỗ trợ giúp bắt được kẻ tội phạm, nhưng mà nay chưa được. Chưa bắt được anh, Chưa được tay không Chú trong được Hải ra có kêu khó lắm gọi anh ơi, là đúng không? chú Hải có kêu gọi là hỗ trợ cho chú Di được qua 3 triệu đồng rồi. Nay cô bác cũng có coi cái những video của anh Hải qua ra hỗ trợ cho được thêm mấy triệu nữa, trả cũng gần Là hết người ta rồi. cho trực tiếp luôn ha. Cho trực tiếp, tại vì người ta coi đó là ta ở gần chợ, người ta lại ta cho. Còn bây giờ như em bây giờ vì bệnh rất nặng, yếu lắm, nói Không có gia đình ha, không được, anh không có gia đình hả? có gia đình cũng có vợ có con đàng hoàng, nhưng mà hai đứa bé nó còn nhỏ, nó đang đi học. Từ cái lúc bệnh phổi nhập viện tới nay là còn 4 tháng rồi, thì bị nằm viện nó mới hết tiền của luôn. Rồi bà xã giờ đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, bỏ hai đứa cháu ở dưới đồng quê. Thì bây giờ có lên đây có nghe chú Hải kể cái vụ mà mấy đứa bé bị dụ đi qua Campuchia đó, cũng rất sợ. Bây giờ cha nơi mẹ ngã, con ở không biết là ở đâu, cho nên anh chú Di mong là cô bác cộng đồng mạng chia sẻ cho nhiều người được biết hoàn cảnh chú Di như thế này, để đi bán từng tờ với số, kiếm một tờ chỉ có 1.000 thôi đó. Hoàn cảnh đi bán với số của chú Di là nó như vậy, thì mong cô bác cộng đồng mạng khi gặp chú Di ủng hộ dùm về vài tờ giấy số là thành thật biết ơn, để kiếm thêm chút đỉnh tiền để về quê dưỡng bệnh. Đó là chú Quê đâu Di thành chú? thật biết ơn, là ở nông trường Cờ Đỏ Dạ. giáp với đội Kiên Giang Ý Bắc là Giang. chú đi bán cái gì đâu mà chú bỏ tiền theo gì mười mấy triệu như Tại vậy? vì hôm đó đó là người ta bỏ số cho mình trước. Số Đấy. thì ngày chú bán ví dụ Bây chừng giờ hai ngày ba chú trăm bán tờ cũng là hai ba triệu mà một ngày là chú bán tới 500 tờ. là Có 5 tính triệu nha, bây giờ đồng. chú kia kể con nghe. Khi chú vận chuyển từ phòng trọ đi ra chợ bán thì sẽ 200 ngàn. Chú đi tiên xá 300 ngàn còn ngày sau chú bán chú có Thì bởi lợi. vì chú bán mới là 500 tờ cái số, thì chú chỉ lời được 300 Ồ. thôi. Cái đó là thật lòng Ý là nói. sao chú không tính cái cách là mình chưa bán mình đã mất 200 ngàn rồi sao chú không tính cái nào cho nó tiện cho chú? Mình cứ nghĩ rằng là cô bác người ta thương hoàn cảnh tật nguyền, Ý là người ta cũng sẽ ủng hộ với ý số. là sao chú không bán gần gần đi chú tật nguyền chú Tại đi chi vì xa. nếu mà con bán một chỗ thì không thể nào bán hết được 500 tờ một ngày. Thì bán 300 tờ thôi chứ chứ đi xa chú Bây mất giờ hết chú 200 đi, tờ rồi. chú có lúc nào bước ra đường cũng phải có xe chở, Ý chứ con chú biết, không có ý bỏ con cái biết việc giống rồi, như ý người là ta. mình thay vì mình bán 500 tờ nó rất là cực, mình bán tầm 200-300 tờ mình khỏi mất 200 ngàn kia. Bây giờ nếu mà cháu nói như vậy, chú giải thích cho cháu nghe là khi chú ở nhà trọ, Dạ. chú muốn đi ra ngoài chợ gần đó Dạ. để bán thì cũng mất hết 70.000 tiền xe. Người ta ẩm mình lên, người ta đưa mình về Dạ. thì nó cũng mất 70. Dạ. Mà con đi xa thì cũng mất 200.000. Nếu mà con bán một chỗ thì những số con chơi tụi không hết. Dạ, ý Phải là giờ đi chỗ này giờ chỗ kia, dạ. chứ là không Ý phải mà bán sao bữa cho đó một chỗ. chú mang theo tiền mười mấy Tại triệu gì vì vậy? bây giờ chú giải thích cho cô bác cộng đồng mạng nghe là vào vô Tết thì đại lý với số không có bỏ với số hàng ngày,
những tay em mà lấy với số của đại lý thì thân thuộc lắm, người ta mới giao 2-3 ngày để mình bán 2-3 ngày đó, thì đúng ngày mùng 3 người ta ra mở cửa, mình đem tiền lại mình trao trả cho người ta, là người ta cho lẫn trước. Đó là uy tín của một công ty đại lý, chứ không phải là ai cũng lấy được. Thì chú Duy bán này là được mười mấy 20 năm rồi, thì chỉ lấy cái đại lý đó là đã quen lâu rồi, cũng không có thiếu tiền thiếu bạc gì, cũng lâu lâu cũng có bị người ta giật tiền giật cái số, thì cũng có về thiếu chút đỉnh 1-2 triệu bạc, rồi mình góp trả lại cũng hết. Chỉ có đợt mùng ba Tết này, tại vì chú bị bệnh nó yếu quá, sức khỏe không tốt, cho nên nó bị là nó lấy cái giỏ tiền của chú là 17.800.000, nhưng bữa có báo với chú Hải là chỉ có 17 triệu thôi, chúng cho nó gọn gàng. Thì nay cô bác có giúp cho được chút đỉnh rồi, phải trả cũng gần hết, mà bây giờ thì sức khỏe nó bữa nay nó mệt lắm, nói nhiều quá làm như nó bị ép. Thôi chú nghỉ đi, thôi mày hư vừa đang ngồi nói tất cả. Dạ, dạ, cảm ơn chú nha. Ý là chú lần sau chú đi bán chú phải bỏ tiền hoặc ở nhà chứ chú mang theo vậy là nói chung đi thì rất là nguy hiểm cho chú. Đem tiền ra trả đại lý thì chiều mình bán hết rồi mình trả luôn, chẳng qua là mình bị sơ ý thôi. Dạ. Mình mới bị chúng nó ăn dịch như vậy. Dạ. Chứ thành thật cũng không có bị lừa gạt cô bác ở trên cộng đồng mạng. Dạ. Để xin tiền đâu có đâu, đâu có ai nói chú lừa gạt đâu, không chú có gì chỉ. Dạ. 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 Con thì lại con nếu mà con như chú thì con lại chọn một cách khác. Dạ. Mỗi được. Người chọn một cách. Dạ dạ, anh Hải. Ủa, anh Hải bán gì á? Một cái kho chuối. Của anh cùng nhà. Dạ. Dạ thôi được rồi đây. Ờ. Anh thử ra. Đây là mấy kênh, này là kênh cái này là mấy người là báo bị hại. À. Là sao là mấy bạn quay là sao? Các bạn quay qua đây là của anh em ông Hải. Của anh Hải à, của anh em hả? Còn dạ. Nói chung ra là với mấy người bị hại này kia đến đây nhờ bị con bị bắt cóc. Dạ. Con bị bắt cóc bây giờ chuẩn bị đi làm mà chờ Hương vừa sáng mơ vừa. Thì bây giờ là đang nào ngồi nói chuyện anh em mình ngồi nói chuyện tâm sự về cuộc hành trình thì mình cũng anh Hải mời anh thử miếng dạ, được 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 được. À, Khương Dừa thì thấy hình ảnh của anh Hải cũng có biết tiếng anh Hải nhưng mà cũng không có thời gian để xem nhiều tìm hiểu nhiều, với lại nhiều khi quý khán giả kênh Khương Dừa cũng vậy nữa, có thể là biết anh Hải nhưng mà sẽ không có hiểu rõ về anh Hải, cho nên hôm nay Khương Dừa sẽ ngồi trò chuyện với anh Hải để mà bác hiểu thêm về anh Hải. Anh Hải là người Bình Dương luôn hả? Có Bình Dương. Dạ. Còn mà trước đó anh Hải làm công chuyện gì? À, lúc đó là bán vật liệu xây dựng ở ra đường ngay hiện nay là mình cho ba mướn thời bánh ABC. Dạ. À, anh cho thuê được đây nè. Anh cho thuê là bự không anh? À, đất đó, miếng đất đó thì được 600 mét vuông. À. Rồi chiếc cho thuê vàng bạc đá quý Bình Xuyên, Phú Nhuận. À. Với nhà phân phối Samsung, điện thoại Samsung. À. Là giờ anh còn làm vật liệu xây dựng không? À, bà về mình cho thuê, không làm. Đã anh cho thuê hết rồi. Hết rồi, mình không đi chùa làm việc thiện. Rồi, cho nên là anh từ cái những cái chỗ cho thuê anh có cái kinh phí để anh đi ha, không đi đây đó phải đúng không? Đúng rồi. Nói chung là làm hiệp sĩ này nè. Ừ. Là phải có kinh phí mới giúp dân được. Dạ. Hồi đó là mình nói chung là mình nuôi mấy đứa mà cưng nhở này kia, mấy đứa mãi giúp đi làm thực sĩ, nhưng mà mấy đứa là nói chung là mình bỏ hết rồi. À, lúc mình đi Mỹ, dạ. Ở nhà giao điện thoại cho nó nghe máy rồi nói chung ra là nó làm tập bậy. Dạ. Nhưng mà mình kêu là mình ở đi Mỹ mình gửi tiền cho nó ở đây nó ăn hàng ngày, nhưng mà nó làm bậy nên giờ mình không mình cho ra khỏi. Thì mình tẩy người mà tẩy người, nói chung làm sĩ là người dân có tiền mới vô làm sĩ được, dân không tiền vô làm sĩ ý là phải, phải, mình mà nói vậy là bác mới vô nữ nắm, nhưng mình nói thật bên tôi là đem vô là nói chung là nó nói nó chung là bậy, nó kinh tế gia đình rồi mình ổn, ổn mình được. Khỏi phải lo lắng gì hết trơn rồi. Rồi mình đi làm cái chuyện này đúng rồi. Vậy làm chuyện này rồi thì người ta sẽ cũng mang ơn mình, có đúng người rồi. Ta gửi cái này gửi kia, mà nếu mà mình mà thiếu thốn một cái là mình sẽ bị từ từ mình bị tham phải không? Đúng, đúng, đúng. Đó. Đó, đó. Nên nói chung là giờ là nhiều người họ lại xin là anh Hải cho em vô làm giúp đại người, nhưng mà mình phải coi lý lịch nó có đẹp có nghĩa là lúc đầu người ta tới với mình người ta cũng có ý tốt, nhưng mà từ từ họ sẽ biến tướng đúng không? Làm lâu dài rồi nó sẽ biến tướng. Đúng rồi. Tham. Còn tham rồi. Dạ. Cho nên rất khó. Nhưng bây giờ anh Hải làm gì là với ai? Đi với mấy anh em đi nè.
Còn mấy anh em nữa. Anh ốm anh làm sĩ được không? Được. Ốm nhưng mà con mẹ tay cái rồi. Ốm cứng quá vậy. Ốm nhưng mà nó có cái khác quá thì sẽ dừng cái chuyện. Ốm nhưng có cái khác. Cái gì bù lại? Cái gì bù lại? Cái gì bù lại? Con chạy nhanh. Bây giờ nè, bây giờ còn mấy anh em là đang đứng mấy cái ngã tư này kia, họ báo mắc xe, mắc trộm này kia. Hôm bữa anh mắc hai cái đèn ở ngoài lên cứu anh coi. Điều tra anh em có hai cái đèn ai lấy tiêu rồi. Mới vừa khai trương chưa chuẩn bị làm đèn làm thanh rồi chưa chuẩn bị hát vậy lên lấy hai cái đèn tiêu. Cái đèn đó đi nghe cái lượng nó tháo luôn hả sao anh? Ban đêm nó đập. Ban đêm vô tháo rồi xong gắn ốc lại ngay cái đèn luôn mất tưởng giờ. Xong tới dừng tới giờ diễn mở ra thấy mất hai cái đèn. Chắc nhà tao thiếu đèn. Nói chung giờ đủ thứ trên đời chứ. Nói chung cái này nó cũng cố ý á. Dạ thì cũng có người tốt người xấu rồi vậy mày mới có ăn trộm ăn cướp rồi có công an chứ. Mới có anh Hải hỗ trợ cho bà con. Dạ. Tức là làm là gần 30 năm ha anh? Làm năm 97 đến nay. 97 đến nay là gần 30 năm rồi, 2007 là 27 rồi. Là 30 năm rồi. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là làm này là phải bền. Dạ. Thường thường người đi xa mới biết người hay không? Dạ. Nói chung là mình phải bền với nhiều đội nhóm là thành lập nhiều lắm nhưng Chạy mà biết là hay. Dạ, nhưng mà bây giờ nói chung là thì làm chừng 1-2 năm là bay hết rồi. Năm nay là anh Hải bao nhiêu rồi ạ? Nói chung ra là anh bây giờ hiệp sĩ không có tuổi. Không tuổi à? Rồi anh tính khi nào nghỉ hưu? Tuổi hơn. Rồi. Năm nay là 40, 41. Tuổi 43. Anh thấy dục điều điều, anh, tướng còn ngon vậy. Không, tướng anh bự quá. Rồi anh định làm tới khi nào còn bà con quá cần mình thì mình làm thôi. Bà con cần là phải giúp thôi. Nhưng mà làm chừng nào mình không đi được nữa, mình không làm nữa. Hết hai thở cuối cùng không làm được. Đi làm tới khi nào mà già mà đi không nổi thì ví dụ thấy ăn cướp thì đưa chân gạt cho nó té thôi chứ không sao không làm cái ai bắt bắt nè. Thì dùng sức mà yếu thì phải dùng miêu. Dạ. Lại mới được. Còn dù thằng nó cũng mới đầu nó mua nó làm đồ ghê lắm. Nhưng mà mình đôi khi mình phải nắm bắt được. Nắm tâm lý hả? Nắm bắt được tâm lý. Mình ra đòn giống như hai con gà. Nó có học võ mà anh có học võ không? Chứ cũng học nói chung biết sơ sơ. Anh tên gì? Mình tên Công. Không. Anh Công. Anh và anh Hải này đó có học võ không Hải? Lúc giờ cũng biết thiếu lập tự. Thiếu lập tự rồi. Dạ. Nói chung là anh em là biết chút hết. Hồi hôm bữa giờ anh có đụng độ gì không anh? Nói chung là hôm nay sau này ít đụng độ nữa. Dạ. Nói chung là tội phạm nó nghe tên hiệp sĩ Quỳnh Hải, nói chung là không quá mình nói mình nấy. Thì nó nghe nó cũng không trùng bước, nó không dám. Nói chung là đa số là đa số muốn dây vào. Dây vào anh em. Nói chung là hồi xưa thì nó hay đá xe, đậm xe rất là nhiều. Anh em hay định chỉ bắt. Rồi bắt trực tiếp lên. Nhưng mà nay thì nó giảm bớt rồi. Nó chỉ lừa qua mạng là nhiều thôi. Ý là anh từ anh sẽ địa bàn ở khu vực 1 bên vô tỉnh Bình Dương luôn. Tỉnh Bình Dương luôn. Nói chung là đi các tỉnh luôn, nói chung là chỗ nào có tội phạm thì bắt. Đi xa, đi những tỉnh lân cận thì xa có. Nhưng mà mình có phối hợp với bên công an được không? Có phối hợp công an. Lúc nào cũng phải phối hợp công an. Trước khi mình đến chỗ đó thì mình điện thoại công an phường ở khu vực đó. Mình trình báo trước rồi mình mới làm. Dạ, bây giờ anh thì anh liên hệ với địa phương chắc cũng mấy anh cũng nắm hết cũng dễ phải không? Dễ. Nó dễ hơn cho thời gian đầu anh làm đúng không? Đúng rồi. Làm cái này giờ thì tại công việc này thì chắc trước đó làm anh Hải chắc không có đăng tải gì, bây giờ sau này phải đăng tải để coi như là chia sẻ, thứ nhất là cảnh báo. Đúng rồi. Quan trọng nhất là cảnh báo bà con cô bác để mọi người tránh bị lừa gạt. Cái thứ hai nữa để bà con bác có thông tin, để quý bà con bác mình tới tìm anh Hải để mình giống như cầu nối á, để mình hỗ trợ. Chứ còn mà làm mà không bây giờ thời buổi giờ làm mà không chia sẻ thì chắc cũng không biết đâu mà tìm anh Hải. Đúng rồi. Nói chung là làm hồi xưa giờ là bắt trên 7.000 vụ. Như bắt những vụ như chuyên án mà đẩy đinh ấy, từ ở Bình Dương để Bình Dương đến ở Thủ Đức. Dạ. Dĩ An này kia là bà bắt hết rồi. Đẩy đinh mấy bên em cũng còn, tránh cũng còn. Mà lúc mà bà đẩy đinh là bắt lúc năm 2009 đến năm 2010 là nó hết đẩy đinh luôn. Sau này nói chung là sau này nghe nói cũng đẩy mà đẩy khúc ở đường quốc lộ 1A. Né né anh thôi. Quốc lộ 1A thì nó đẩy nhiều. Dạ. Hồi trước không có phong trào mà săn bắt cướp anh em đường phố cũng nhiều ha. Nhưng mà cuối cùng là giờ chỉ còn trụ chắc cũng không nhiều. Anh Hải. Dạ. Nói chung là bây giờ làm hiệp sĩ này nói chung
cũng phải mình coi mình lo được bán, mình lo được gia đình mình thì mình mới làm được sĩ, mà lo không được gia đình thôi đi là kiếm một việc khác làm. Dạ dạ, nó thẳng vậy. Không, cái này là công việc cộng đồng mà, công việc xã hội. Nói chung là đa số là phải một số anh em nói chung là mình nói thẳng là nó phải có kinh tế. Vì có kinh tế thì mình đi những công việc này, công việc gọi bảo đảm tốn lắm chứ, nó tốn tiền đó, chứ. Thực sự là một tháng tiền. Chi phí này một sang anh em này em là không dưới 15-20 triệu đâu. Chi phí không, tiền cà phê, tiền thuốc, tiền ăn, tiền đổ xăng, theo dõi mấy trộm trong vậy thôi. Một tháng một người này chi phí bỏ ra phải từ mười mấy cái đó mà anh em mấy nay đấy chi để mặc nhai về chi. Còn nếu ví dụ anh Hải anh có thì anh tràn cho anh em. Dạ. Anh em là khó khăn quá, thực sự khó khăn mà người ta tâm huyết á thì anh hỗ trợ giúp đó. Cướp á thì mình đi nghe nó theo dõi nó cái hè nó cái đậu cái bà nó cái đầm mươi mà con mình điện mình có đầm mươi đứng dậy để mươi giúp được. Nhưng mà ngày nửa đêm một hai giờ đêm cũng điện mẹ đâu đi bắt cướp với tao thì chạy ra đi thì nửa đêm thì một hai giờ cái này có đam mê mới ngóc đầu thì nổi, còn không thì cứ nằm nhà ngủ. Nói chung phải có tâm huyết, tâm huyết nữa mà phải bản lĩnh. Mình nói thật là phải có bản lĩnh. Bước ra hỏi giờ không tiền có túi hay không, bản lĩnh không phải có hay không, không phải bản lĩnh thì mình gây lộn, mà bản lĩnh có nghĩa là mình phải biết ứng phó đó, chứ không phải lúc nào mình cũng hiệp sĩ mình đi đánh lộn người ta. Không, nó cũng nhiều thứ lắm á, cũng phức tạp lắm á. Nhiều khi mình bị dẫn đường, mình dẫn bạn bạ rồi chọn lọc thông tin nữa. Rồi, chú về, anh về. Dạ. Phải biết chọn lọc thông tin nữa anh. Chứ đâu phải là lúc nào là người ta là có nhiều cái thông tin giả. Đó, có nhiều báo thông tin giả nữa. Có nhiều thông tin lại nhiều khi cần giúp đỡ hỗ trợ nhưng mà không đúng cái trường hợp vậy nữa. À. Đúng không? Nói chung là nó phải cái đầu óc không phải phải đấu tranh tư tưởng đâu, đủ thứ à. Nhiều thứ lắm. Và một số thành phần này đôi khi là ví dụ mình đưa những anh em mà nó phạm tội vô công an, khi công an người ta giải quyết thì đôi khi người ta truy tố, nó lại ghét mình. Nó ghét mình, nó hăm dọa đủ trò luôn. Nói chung là nếu mà mình phải biết được nó bắt tâm lý cái gì mà mình cần giải quyết, cái gì không cần giải quyết. Dạ. Xã hội nó muôn hình muôn vẻ. Nhưng mà cũng phải cũng ở trong cái chừng mực của cái khả năng của mình, phải không? Cái quyền hạn của mình thôi, chứ mình cũng đâu nhiều khi mà mình họ không có phải là cái lực lượng thi hành, đúng không? Nhiều cái nó cũng khó. Như ví dụ mình làm là người ta nói là anh có quyền gì này không? Đúng rồi. Nói chung mà mình lại dùng mua tí rồi mình mới bắt cái tội phạm thôi. Dạ. Nói chung là dùng mua tí thì dù mà hiện nay vừa rồi mà tôi được bắt cái án mờ, nhưng con nhỏ này nó mới quen trên mạng, cái này nó hẹn vô khách sạn, vô xong rồi nó ăn ở xong rồi. Xong cái nó kêu nhỏ này vô tắm rửa đi, nó đây lấy cái xe với tiền bóp tiền với điện thoại, cái xe nó chạy xem chỗ này nè, nó chạy rồi anh em phải đi, nó cũng báo công an rồi, rồi anh em này dùng mưu trí. Bé nó báo lại công an. Thì báo là hết rồi, rồi tụi này mới không biết hình ảnh này, chứ không có hình ảnh gì hết. Thì tụi này mới dùng mưu trí là nói chung ra là tìm cách. Khó khăn lắm, nói chung khó. Cái vụ con mở cái bé nó vụ đó lặng lần đó hả? Không, người khác, nói chung là nó là có cách. Nó mưu trí, nó nói là biết hiểu. Cái hàng đó vụ nhiều người hả? Hàng đó nó lên mạng cái vụ gái. À, vụ hả? Nó đẹp trai không anh? Nói chung là nó cũng đẹp trai. Nói chung là nó cao ráo, lớn mấy tuổi. Nói chuyện ngọt. Vậy mới vụ được à? Ờ, nói chung nói chuyện ngọt, nhưng mà cái là con này làm dụng mưu trí là không nói ra. Nói ra mới không bắt được, không làm. Nói ra là bể cái phần, là bể kèo. À, có cái cách ha. Có cách. Cuối cùng mà bắt được nó đâu có cãi được đâu. Rồi đâu cãi đâu. Đúng hình ảnh luôn, không cãi được. Mình chớp nữa. Cái đó bữa nào anh Hải giả gái vô. Cách đó là anh Hải giả gái vô nằm chờ á. Nói chung là nhiều thằng nó cũng khôn. Trời ơi, mấy ông nội mà đi lừa gạt là mấy ông nội khôn á. Khôn lắm á, mới lừa được ta chứ. Nhiều khi nó hẹn mình ở điểm này. Là cuối cùng mình ra đây là mình tóm á. Nhưng mà ra tới đây rồi nó không ở đây. Mà nó đi tính cách ra, tính là mấy cái người đó mấy nể thiệt chứ đó. Là thứ là lừa gà nói người ta tin, cái thứ hai nữa là nhanh tay lẹ chân lắm, còn mấy cái xe mà đậu vừa kịch vô bước ra 5 giây là mất, nhanh tay lẹ chân thiệt ha. Gặp mình đưa chìa khóa mình chưa biết chứ mình có nhiều em gái nhìn đẹp gái lắm, nhưng mà quen nhau trên mạng á, dụ nhau để bạn trai gọi là nói bạn trai chạy xe hơi, nhưng hôm nay xe hơi là bị kẹt xe bỏ nhà, bắt Grab xuống nhà bạn gái là lấy tay ga bạn gái chở bạn gái đi ăn nhậu vào nhà hàng đàng hoàng, kêu đồ ăn cho bạn gái, rồi bạn gái xong là tin tưởng thì đâu cứ thôi không quen bạn gái tin tưởng chưa được ăn miếng nào hết, đang gọi đồ ăn, rồi bạn trai chìa khóa thì bạn trai đang cầm rồi chở xe mà vô đi toilet là vô lấy xe bạn gái, bạn gái vừa phải trả tiền này, trả tiền nhà hàng này, vừa mất xe này đó. Những cái chiêu này hiện nay là rất nhiều em gái, cái đó nó cũng nhiều anh. Dạ, trai cũng bị mà gái nữa, nói chung là
cuộc sống mà lúc học cũng có chuyện này chuyện kia, bởi vậy có mấy công chuyện cho anh Hải đâu làm không, nhiều khi làm không hết á, sao hết được, không hết, chưa được về. Nếu mà hết được thì mấy anh công an đồ anh khỏe rồi đúng không, yên bình rồi không, chứ còn nhiều thứ trên đời lắm đó, cái đó mình cũng không mình nói biết trước cuộc sống xã hội nó vậy mà. Nhưng mà phải nói rất là quý cái tinh thần của anh, cái sự cống hiến của anh đó, cho nên là em bữa giờ em cũng ngại, nhưng mà sao cũng bận quá, em bận trên cái hậu quán không có sắp xếp được đó, sao mình sắp xếp được gần lát em có xíu ghé nhà anh Hải chơi hả? Bà xã anh Hải có nhà không? Dạ, bà xã có, đang nhận mấy cái bình thờ. Bà xã này mắc được, em xin lỗi, em có nghe em có thông tin đó, em có thông tin mắc được 81 tuần, hôm nay đúng 81 tuần, 7 giờ không, mấy phút rồi em xin lỗi, 7 phút, hiện giờ là 17 phút không, em có thấy cái clip đó, em có thấy thông tin đó mà tự nhiên mỏi bất chợt này dưới nhà. Còn con anh? Con thì một đứa thì học ở trường Remit Úc á. Dạ. Hôm năm nay cho nó học thì năm sau đưa nó qua Úc nó học. Dạ. Mà dụ nó qua Mỹ cho nó học mà nó không qua. Dạ. Bây giờ là đang dụ là lần. Nhà anh Hải rồi con mình anh Hải làm cái công chuyện này à? Có mình làm công chuyện này. Còn mấy anh kia làm kinh doanh làm công mấy anh kia thì nói chung là kinh doanh gạch bông, sản xuất gạch bông, mấy anh sản xuất bông. Rồi cao su thì chắc hồi nhỏ hồi nhỏ chắc anh mê theo cái ngành công an lắm hả? Không mê hả? Tại vì mình bắt cướp, mình bán vật liệu dựng, mình thấy công nhà khu công nghiệp Quần Gia hồi xưa dạ. Là mấy đứa công nhân mà nó bị giật xe cướp dây chuyền, thì mình đứng mình bán vật liệu, mình thấy họ la cướp, mình cầm lộng đường lấy xe ra dí bắt biết nó quen. À là xuất phát từ năm 96 là mình thấy mình quen rồi, bắt cướp mình thấy mình quen, cái sau này cái hãy cướp là dí, đi đường hay cướp là dí. Dí bắt. Rồi nói chung là cũng nhiều bạn gái, có nhiều bạn gái rồi đó, có nhiều bạn gái đang cho bạn gái đi chơi mà gặp cướp ở dưới Thượng An á. Đi đuổi bắt xong rồi. Chạy lẹ quá thì bạn gái la, bỏ xuống đường á, ngay đường nói là đỡ đây chú anh lại rước. Thì mình lại mình bắt xong mình giao công an xong mình lại rước mày. Bạn gái mình đó. Đó taxi về rồi. Dạ. Yeah. Đó taxi. Mất bằng hai luôn, anh đi bắt cướp mất bằng hai. Cái sao bạn gái nó giờ anh chọn bắt cướp hay chọn em, cái nó chọn cả hai. Cái bạn gái không bỏ. Được, không được. Đâu có gì đâu dễ dàng chọn cả hai đúng không? Đúng. Nhưng mà anh làm cái công chuyện này chắc người nhà cũng lo lắng đó. Lo lắng lúc đầu nói chung là lo lắng. Dạ. Mưa dầm thấm lâu mà. Cái lúc bạn lúc đầu sau này mình vợ mình lấy vợ mình cũng giấu. Không có là nói về bắt cướp gì kia, giấu, không có nói cho vợ biết. Sau ngày cưới xong là mình mới lòi ra. Dạ. Hay đi đường gặp giờ gặp cướp mình cũng dí theo. Dạ. Nhưng mà vợ cũng khuyên là đừng có bắt cướp nữa, đừng có cướp nữa. Nhưng mà cũng mình nói nhân vợ không lấy mình lầm ngờ. Cũng là mình thờ ơi với tội phạm. Thấy dạ. Công nhân bị giật, những cái chuyện nó mua, thấy cái xe mua trả góp đi. Mà bị giật, bị cướp giữa đường mình thấy sao? Mình phải thương người chứ không? Dạ. Không thờ ơi được. Nhiều dạ. Người đi đường thấy cái cướp ngoài đường là cướp cái hoa dí. Cứ là nhìn vậy. Thế mà mình bắt xong rồi lại đánh này kia. Rồi mất công bị thương máu me nè, đổ thừa mình. Hồi đó gì bắt cướp không, rồi đánh cướp sao không đánh. Dạ. Nói chung là bắt lại bó tối lại xong rồi đưa lên công an chứ không để người ta xử lý ha. Xử lý chứ không đánh. Dạ. Đánh có chuyện gì nữa mình lại... Nói chung là mất công đó. Rồi là buổi sáng gì anh tiếp khách xong rồi đó. Với con Vũ mà chờ đi giải cứu đứa nó bị nó nói là ở nhà nó là bị nhốt, bị con nhà nợ nhốt, giờ phải chờ xong rồi tiếp hư vừa xong rồi tụi này sẽ đi. Ồ, con nợ nhốt hả? Mấy cái vụ đó vậy? Em nghĩ là sao họ không báo chính quyền anh là hay là do vụ xã hội anh? Là những họ cái... họ ở quê họ lên kêu họ báo công an dưới rồi, nhưng nó báo công an dưới mà bây giờ công an dưới nên là nó lên liên hệ ở con nó đâu liên hệ đó, nhưng mà nó di chuyển nhiều quá. Dạ. Nên giờ ta nói thôi là lỡ báo nói chung phối hợp hai bên ha. Dạ, đúng không, hai bên nhưng mà chưa biết ở đâu. Dạ. Bây giờ phải chờ mình coi, mình lên điện thoại mình coi. Nói nào ngay giờ cũng có nhiều vụ quá cho nên là công an họ cũng coi như cũng vất vả, coi như là làm không sẻ. Đúng rồi. Cho nên là cái nào ví dụ nào mà anh Hải hỗ trợ được nữa đúng để tìm dò tìm bước đầu được ha, là coi như là cũng đỡ cho cái lực lượng công an. Dạ. Chứ bây giờ em nói giờ một xíu chửi lộn đánh lộn cái gì cũng phải công an phải giải quyết. Dạ, đúng không, đủ thứ chuyện trên đời, nhiều tội phạm lắm.
cho nên họ phải giải quyết, cho nên là cái nào anh mà giống như anh Hải giống như anh Tấn Sang vậy bác đó. Ví dụ như anh Tấn Sang anh cũng là những cái dụ như là tìm kiếm cứu nạn đó là cũng là cái chức năng, cái nhiệm vụ của bên công an như hạn vậy, nhưng mà nhiều khi nhiều quá rồi, nhiều khi lực lượng công an nhiều khi ở địa phương bị mỏng quá mà nhiều vụ lượt vậy người ta không giải quyết kịp á, cho nên là ảnh cũng là coi như là một bước để tìm phụ. Mà anh có gặp Tấn Sang chưa? À, có gặp ảnh lúc mà ở dưới ngay cầu chung cầu Bình Phước à, gặp ở dưới đó. Nhưng mà giấy cương, nhưng mà cái hàng đó là nó giả, nó không nhảy, nó nói ảnh con nhảy xuống cầu được chăm sóc. À, rồi anh có nói chuyện chưa? À, nói chung là gặp thôi chưa nói chuyện. Ồ, vậy để bữa nay anh kết nối hai anh ra tỉ thí thôi. Anh gặp nhau. Nói chung là thấy anh làm cũng việc rất là tốt, cũng vì cộng đồng, vì xã hội. Anh Tấn Sang cũng vậy, cho nên là mình nên gặp nhau để mình cộng hưởng, mình lan tỏa. Nhiều khi trong cái chuyên môn của anh lại hỗ trợ được cho anh Tấn Sang, và trong cái chuyên môn của anh Tấn Sang hỗ trợ được cho anh. Và nhiều khi em thì họ không có giúp được gì nhiều, nhưng mà em có thể chia sẻ. Như từ cái lượng bà con bác theo dõi em, thấy bà con bác mà nắm được thông tin thì người ta coi như là người ta cảnh báo, cảnh giác, nó sẽ tốt hơn. Khi mà cái gì nó phòng nó sẽ tốt hơn. Đó, bệnh hoạn vậy đó, mình thay mình bồng, mình đừng để cho bệnh nha. Đó thì mình phòng bệnh, bởi vậy nó phòng bệnh hơn chữa bệnh, ta nói phòng cháy hơn chữa cháy. Cho nên cái gì phòng được thì bà con bác lưu ý, mình tránh những cái trường hợp mà mình nhiều khi túng quẫn thiếu thốn quá, cái nhiều khi người ta nói này kia cái mình nghe theo, cái gì nó cũng có cái giá nó. Đúng rồi. Giống như là anh Hải vậy đó, anh làm vậy đó, mặc dù là ở trên bề nổi và ông bác thấy Hải hay quá, coi như là tung hô, nhưng mà biết sao ở trong những cái chặng đường mà anh đi ấy, rất là rủi ro, rất là nguy hiểm, và hy sinh gia đình thay vì cái thời gian đó ảnh dành cho con cái ảnh. Bây giờ là giờ bà xã anh mất rồi đó, giờ tự nhiên nói thôi tôi đã cưới bà nhiều, tôi ở tối ngày tôi đi không mà giờ bà mất rồi, giờ muốn bù đắp cho bà cũng không được. Rồi nhiều khi con cái nữa, con cái bây giờ nó lớn rồi, nhiều khi là cũng không có ở cạnh bên được nữa, cho nên là cái gì nó cũng không có giá. Cho nên là khi một khi đã làm chọn này giống như là một có một cái nghiệp á, cái nghiệp à. Nói chung là đam mê, thực sự là đam mê. Đam mê đi nhiều quá thì đánh đổi nhiều chứ người ta. Rồi bây giờ anh nhiều khi anh đăng lên mạng xã hội, nhiều khi người ta lại vô công kích này kia, nhưng mà nhiều khi có những cái chuyện mà anh không thể chia sẻ được, anh không có thể nói được. Nhiều khi bởi vì Khương vừa mới nói và con bác cái chuyện gì một người ta ngồi một chỗ không làm gì thì không ai nói, nhưng mà một khi đã làm rồi, Khương vừa nói dù cho chuyện tốt thì người ta muốn tốt hơn nữa, rồi người ta muốn như thế này thế kia, cho nên anh sẽ dễ bị công kích, sẽ dễ bị nói. Nhưng mà nhắc cái vợ là mình khóc vợ. Thì đó, thì em nghĩ anh chắc cũng khi mà bà xã mất rồi anh mới nghiệm ra là thật ra tôi không biết là có nên giờ làm cái việc này có đúng hay không. Mắc nó dù nói là tôi có thể đi giúp người này kia, nhưng mà cuối cùng tôi không có giúp được vợ tôi không có dành thời gian cho vợ tôi được, đúng không? Để giờ mất rồi, giờ cũng bù đắp cũng đâu có được. Cho nên là Khương Dừa cũng hiểu được cái cảm giác của ảnh, giống như Khương Dừa vậy. Khương Dừa cũng ráng cố gắng, Khương Dừa dành thời gian cho công việc và dành thời gian cho gia đình, nhưng mà mình đã là con người của xã hội là để mình hỗ trợ cho bọn bác, thì lúc nào là nhiều khi sẽ có những cái lúc việc riêng, việc nhà và việc của xã hội nó đột cùng một lúc. Nhiều khi là bà con bác cần ảnh có thể bỏ cái việc nhà để đi, nhưng mà đi rồi xong giải quyết xong về lại vợ chồng lại có chuyện này chuyện kia, nhưng mà thì nó cũng qua. Nhưng mà bây giờ là bà xã anh mất rồi, có thể giờ anh đi làm sẽ thoải mái hơn, anh sẽ không có phải dành thời gian cho vợ cho này kia, nhưng mà cũng có thể cái đó là anh đi làm để anh vui ngoài. Nhưng mà Khương vừa nghĩ chắc bà xã anh mất rồi chắc cũng ủng hộ anh thôi. Không một người cứng cỏi vậy mà cũng nhiều quá. Dạ. Cái nửa đêm điện góc về đi đam mê mà. Dạ. Cái có không, thật sự mình cũng nghĩ không phải là cái đam mê đâu, nó là một cái một khi người ta cần mình á đó. Chung là cái máu mà hấm cho máu cần mình, ra anh thấy là ví dụ sau một cái việc gì anh giúp ta mà anh thấy nếu mà không có mình thì người ta sẽ ra sao, đúng không? Có không có mình thì gia đình ta sẽ ra sao, có khi người ta phải ly tán hoặc là sẽ ảnh hưởng sức khỏe tính mạng gì, thì anh làm được cái việc đó thì anh cảm giác được là
ở cái công sức mình bỏ ra vậy, cho nên mình người ta rất là cần mình, cho nên nên anh mới làm. Chứ còn anh đam mê thì nó cũng có nhiều cái đam mê, chứ không phải là mê. Thật ra nó con anh thì anh không có làm được nhiều, nhưng mà thí dụ như anh nói có những cái việc khi mà mình tới đúng lúc và mình chia sẻ, mình hỗ trợ thì mình cứu được một sinh mạng. Mà anh nghĩ chắc là giờ thời điểm này chắc anh Hải đã cứu cũng rất nhiều sinh mạng và giải quyết được rất nhiều câu chuyện của gia đình. Cho nên là có nghĩa là người ta đang cần ảnh. Chứ còn thí dụ mà đam mê về bắt này kia thì này kia là ảnh đi vô cái có thể hồi đó anh đi theo cái ngành ấy rồi, công an hay gì đó. Cái này không nói được sao nữa, mà thấm vô máu, bệnh nửa đêm mà điện là thức dậy đi thôi, nhưng mà không ai làm gì hết. Như em theo ảnh từ năm 2012-2011 tới bây giờ thì em biết ảnh rồi, nhưng mà cỡ nào cỡ chứ cũng tọt tẹt ra đi, vợ bệnh nằm bệnh viện, bữa sau dọc dọc bệnh viện cũng làm được vụ hay vụ dứ, cũng chạy về, kiểu vậy, nhưng mà là không biết miêu tả nó cách nào. Thì bây giờ mình không thể ngồi đây mình... Cái thằng này nó... không phải mình ngồi đây để mình kể là tôi làm chuyện đó là tốt, đúng không? Đâu cần, đúng không? Là nó hãy dạ. Vợ là năm 23 là nghỉ, dạ. Mà giờ ở nhà thì buồn phải là ra đây giúp dân này kia, dạ. Cái chuyện hãy như vợ là 23 là nghỉ, dạ. Giờ anh nói với bà giờ thôi, bà ấy ở trên bà phù hộ cho tôi làm cho nó giúp bà con, đúng không? Nhưng mà còn thật sự thì ảnh chỉ gặp những người nào có duyên là nhờ ảnh giúp chứ còn biết mà sao mà giúp cho nổi, sao mà ảnh đi giải quyết cho nổi. Nó cuộc sống mà, cuộc sống xã hội nó phải có cái thành phần này thành phần kia, có việc này việc kia, có người tốt có người xấu đó. Nói chung là một năm là giúp khoảng trên 7.000 người, nhìn ta lại và báo án này kia, dạ. Hàng ngày trên 100 người đến ngày nhiều mà người ta cũng tin tưởng anh, với lại cái thứ hai nữa là anh là giải quyết được chứ không phải là tới rồi để hỏi thăm rồi làm qua loa, đúng không? Đi làm thì làm cho đàng hoàng, dạ. Chứ còn cũng ai cũng vừa cũng biết có nhiều đội mà có nhiều đội để làm, mà thôi cũng hy vọng là tất cả những anh em mà giống như anh Hải cũng sẽ được nhiều sức khỏe, gia đình cũng hạnh phúc để giúp đỡ cho bà con cô bác. Phương vừa thì cũng không tới đây cũng thăm hỏi anh vậy đó. Dạ, có gì về giao lưu bà con bác, hy vọng bà con bác cũng ủng hộ anh. Dạ, ví dụ ảnh có làm cái công việc gì mà nó chưa có đúng với mình thì bà con bác nên góp ý, nên đừng nên có dùng những cái từ ngữ mình miệt thị mình thì cũng buồn lắm á. Dạ, tại ra mình thật ra thì nó sẽ trong cái công việc của anh sẽ có nhiều cái chuyện mình không tế nhị, mình cũng không thể nói được, không thể chia sẻ được, dạ. Chứ mà làm sao mà con người mà hoàn thiện được, dạ. Có thể là lâu lâu cũng làm 7.000 vụ, có vụ này vụ kia, lâu lâu cũng mới hố chứ, đúng không bà con bác? Cho nên mà đúng hết thì không thể đúng đâu, hết đâu. Nhiều khi anh cứng cách máy cứng, anh cũng sẽ có những người mà tôi lừa gạt, tôi lừa đảo, tôi cứng hơn, tôi dẫn mình đi chứ sao mà. Bởi vậy mấy người đó cũng họ giỏi chứ. Dù nói trong đời có một vụ, anh chung vụ là đúng pháp luật luôn. Ở quận 12 á, đó năm lúc năm 2012 thì nói chung là đến Đắk Lộc là nó có xe 7 chỗ, anh đưa qua 7 chỗ. Nó cho một thằng thuê, thằng đó thuê lập đồng hoàng, nhưng mà thằng thuê đó thiếu nợ sao đen. Thì sao đen đi mười mấy đứa ép xe vô lấy xe thằng xe đi qua mà có Đức Lộc, thì Đức Lộc là chủ xe, thì nó điện thoại nó chưa Đức Lộc là đem tiền lại chủ 24 triệu, mà Đức Lộc có báo công an nơi các nơi luôn, báo rồi báo xong rồi cái nó kêu Đức Lộc là đưa 24 triệu chuộc, thì Đức Lộc có báo công an rồi, báo công an rồi là Đức Lộc thấy im, cái Đức Lộc mới lên nhà sĩ Nguyên Hải thì nhờ thì anh em bố trí rồi, trước khi đi chụp số tiền quay số CD tiền hết rồi, thì nói chung ra là nó vừa nhận tiền xong mà xe không thấy, thì anh em mới giữ nó lại 252 giữ lại rồi đi hỏi công an, thì phường đó công an phường đó giờ nó xảy địa bàn nào trở về
Địa bàn đó thì anh em chở về địa bàn ở phường phường gì đó, Trung Mỹ Tây, phường Trung Tây quận 2. Thì vô phường đó thì nói chung là vô con phường đó thì nói chung là bữa đó làm như là mấy ảnh ngày 19, 18 gì theo là anh ăn rồi rồi đem vô đó thì mấy anh coi cái mấy anh nó hỏi cái này hiệp sĩ về để nó gì để công an giải quyết. Thì tôi về xong tự nhiên mấy năm sau cái công an mời làm việc là nói tụi này kia, xong rồi mà rốt cuộc thì có công dân trả lời. Thì tôi muốn nói là báo chí có công dân trả lời là cái người mà giữ xe là chấp pháp luật mà kêu rồi giữ số tiền là nó nói là cái là dân sự, giao dịch dân sự, giao dân sự được rồi, cưỡng đoạt rồi, cưỡng đoạt tài sản rồi. Nhưng mà mấy anh nói vậy là nói chung là mình cũng buồn, thấy không, buồn là có nhiều báo chí nó là tụi này lạm quyền lạm dụng này kia. Nói chung là có công dân gửi trả lời hết rồi, là không có nói gì hiệp sĩ, không nói gì hiệp sĩ bị gì hết, không có nói hết. Nhưng mà mình buồn cái là mình bị quen thôi, nói chung mình giúp đời, mình giúp người bị quen thôi. Không, em nghĩ chắc cũng trường hợp đó chúng có nhiều khi mà nhiều khi cái mình cũng làm mở với một cái như là cái tâm của mình, không mình muốn làm, nhưng mà nhiều khi mình cũng không biết là cái quy định, không cái quy định hoặc là cái giới hạn của mình ở đâu. Nhiều khi trong cái trường hợp nó cấp bách quá, nhưng mà khi mình xử lý nó, nhiều khi nó nhiều khi nó nhiều ta nói nhiều không khi công dân công dân còn giữ là nó không nói gì hiệp sĩ, không nói gì hiệp sĩ, nó là người giữ xe là trái pháp luật, còn xe còn số tiền là giao dịch dân sự, đó sao dân sự được, cái đó xe của mình mà lại chứ mình chuột là sao, đó mà thằng là thuê xe Đức Lộc, thằng đó nợ tiền với dân hồ là phải đều đòi thằng thuê xe chứ sao phải đòi cái thằng mà chủ xe đó, cái đó là nó phức tạp. Không, em nghĩ cái phức tạp như nó là ở giữa đó, đúng không? Nhiều khi cũng không biết, nó thẳng ra cũng nhiều khi cái quyền hạn, cái nghĩa vụ mình cái việc đó có được làm hay không, hoặc là mình làm gì có bí lố hay không, có ảnh hưởng gì không, hoặc là còn nhiều khi hoặc là mình không giúp người ta bà con bác gì, mình có đúng hay không, bỏ người ta gì có được hay không, đúng không? Cho nên là khó để canh, đúng không anh? Họ điện, họ giúp mình, họ tin tưởng mình, họ nhờ mình không làm thì tại nói mình, tao làm mẹ tao nói thì chi, hoặc là sao mà nhiều khi bà con bác có chuyện này, nhiều khi giờ thời buổi giờ bọn bác hay lên mạng xã hội coi đó, rồi bọn bác nhiều khi biết thông tin của anh Hải, cái nhiều khi gặp cái việc trường hợp đó đáng lẽ phải báo công an ở địa phương để người ta giải quyết, người ta nắm tình hình mà không báo, đi báo anh Hải trước đó, là nhiều khi anh Hải cũng xong anh Hải nắm rồi coi như cũng nóng lòng rồi mình đi giúp, nhiều khi nó lại vượt cái quyền hạn hoặc là cái công việc của người chính quyền, của người phụ trách đó, cho nên cũng khó. Mà không lẽ giờ ta nói giờ anh chị giờ vào báo địa phương chưa, hoặc là về để cũng họ báo công an chưa, nó báo công an có bằng chứng với dân đó, cho nên là cũng anh cũng phải canh anh cũng phải canh là cái việc này đã báo không qua công an rồi, công an cũng đang giải quyết, đang tìm hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm hiểu thêm đó. Chứ còn nhiều khi là công an ta đang là điều tra rồi sao, rồi người ta đang chuẩn bị phá ra được rồi, xong cái mình không nắm được, cái nhiều khi mình vô làm bứt dây động rừng hay sao, cái làm ảnh hưởng tới cái việc của người ta có chức năng, cái chức năng của công an ta phải làm việc vậy đó. Chứ còn mình làm thì lẽ tôi đi làm là báo là làm liền, cho nên là bà con của bác cái gì cũng vậy, mình phải sống làm việc tuân thủ theo pháp luật, đúng không? Đó, cái gì mình phải báo cho địa phương, cho công an họ nắm rồi họ giải quyết rồi đó. Còn thí dụ mình có những cái việc, thí dụ như là bọc bảnh nhỏ nhỏ gì, cái việc gì đó mà thí dụ như là nó không có phải là tới cái mức mà phải giải quyết, thì mình cần sự tư vấn hỗ trợ của anh Hải đó, anh tư vấn hỗ trợ. Nói chung cũng khó lắm, em thấy nó cũng ngoài thì nó giờ cũng mệt, cũng xe cũng kì điện xe tai nạn giao thông hay trước chơi hay gì mà. Hay gì gọi cho công an thì định hình trong đầu họ cứ gọi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trước đó. Cho nên là nhiều các anh công an, nhiều đơn vị người ta biết được ông này ông làm việc vậy là tốt, ông làm đàng hoàng thì người ta thương, người ta quý thì cũng không sao. Còn nhiều khi cũng đâu phải là đơn vị nào cũng biết hết anh Hải đâu, cho nên nó hỏi sao loại này là giải quyết. Anh em giúp tông khả năng của anh em, còn anh em có hủ sẵn số điện thoại của mấy phường rồi, khi nào mà con điện mà hay giúp không được, anh em sẽ cho số hỏi điện thoại ở phường đó. Nói chung vẫn là chức năng, vẫn là công an, người ta có quyền hạn, người ta có cái khả năng đó, người ta xử lý.
còn mình thì cũng hỗ trợ, cho nên là rất là khó. Còn à, bà con còn bị chèn ép quá thì cho số hội luật sư tư vấn thẳng luôn để dạ. Tụi em là vậy, thủ sẵn hết rồi. Chắc có nhiều gì. Đúng rồi. Nhiều chuyện ha, tranh xung đột, tranh khó nói lắm, cho nên là cho luật sư tư vấn luôn, tư vấn về pháp luật như thế nào, rõ ràng vậy. Giờ nhưng mà anh em cũng phải tìm hiểu sâu thì trong quá trình làm thì mình sẽ ghi chú rồi mình sẽ điều chỉnh được thứ không? Đúng rồi. Ừ. Chứ, thôi. Thì tìm hiểu hơn đó, mình hỏi luật sư là cái này được hay không, là đúng hay không, để cho người ta biết được, để người ta gài mình làm đúng rồi. Có chứ, để biết là còn rất là nhiều người. Còn chừng mình ta gài mình làm đúng, mình đi mình làm theo phạm pháp luôn á. Đúng rồi, cho nên là mình có luật sư mình hỏi nè, cho rõ ràng như thế nào. Nhiều khi á, nhiều khi cái bà ông nào đó nói lại nói thằng này kia nó giật tiền của tôi, nó cướp tiền của tôi, rồi xong không biết rồi lại mình giật con tay về ông nội kia giật con tay sao? Làm có gì sẵn giờ mời dạ, lại nhà dạ, dạ. Dạ là nhà anh cho biết ha. Dạ rồi, bà con cô bác thân mến, ở đây là cái văn phòng làm việc của anh hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải. Dạ ảnh thì cũng có kênh, quý bà bác cũng vô có thời gian xin hãy vô ủng hộ ảnh ha, động viên ảnh. Dạ rồi, ở đây thì cũng sẽ tiếp nhận những câu chuyện của quý bà con bác nào ở trong cái quyền hạn, cái trong cái giới hạn của ảnh, trong cái khả năng của ảnh thì ảnh sẽ giúp bà con cô bác, chứ còn còn không thể giải quyết được hết cho bà con bác, cho nên là có gì bà con bác cũng thông cảm. Dạ bữa nay rất là vui gặp được các anh em trong đội săn bắt cướp của anh Hải. Dạ, kính chúc bà con bác mình thật nhiều sức khỏe nha. Bây giờ Khương Duyệt sẽ đi lại chỗ nhà anh Hải cùng với lại một đứa em nữa, nó cũng đang tới. Dạ, để thăm nhà anh Hải và tặng cho anh Hải món quà, coi như là anh đã giúp cho bà con bác rất nhiều. Anh thì anh ở đây anh không có nhận cái gì hết trơn, nhưng mà Khương Duyệt nghĩ cái món quà sức khỏe thì sẽ rất cần khỏe để cho anh khỏe. Giờ vô mạng lắp cho anh ha. Rồi thật, cảm ơn hai bạn đã tặng cho hiệp sĩ Quỳnh Hải một cái máy lọc nước rất là sang trọng và bền. Nhà anh chưa có không? Nhà chưa có. Hai bạn thì là làm bên máy lọc nước nè. Cũng có kênh nữa, chắc cũng kênh cũng ngang với kênh của Hải nha. Thì là đi địa chỉ của hai bạn ở đâu? Dạ bên em thì ở có hai showroom, một showroom ở 114 Phố Chí Kiến, nhân chính thành phố Hà Nội, với một showroom ở 74 đường số 1 Cityland, phường 10 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, có gì hiệp sĩ Minh Hải sẽ giới thiệu mấy bạn mà thấy xài máy này ngon lành tốt thì giới thiệu cho hai bạn. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Thì Văn với anh Vinh cũng giới thiệu mấy bạn cướp với lại chọn trong Hải đi đi bắt cướp. Lâu chưa? Ở đây năm 2021 bây giờ. Ở nhà cũ ở dưới đây thì đây cho thuê. Dạ nhà thì là ở với hai đứa con. Hai đứa nhỏ thì học đứa đứa lớn này giờ đi học ở Điện Biên. Điện Biên chắc sau này nó phải chơi nhạc Điện Biên đó. Quên đó. Nó học trường Điện Biên. Nó học trường Điện Biên 4 năm. Học ngành gì đó? Học ngành truyền thông. Không học ngành truyền thông hả? Vậy là chuyện đó là cùng chung ngành với em chứ không chung ngành với anh rồi. Rồi đi vô trong nhà. Giờ mình đi vô tham quan nhà, review nhà của anh Hải cùng quá. Đó, đầu tiên vô là có chiếc xe hơi. Chiếc xe hơi của anh Hải. Hôm nay là có chiếc xe đạp. Chiếc xe máy. Dạ, cũng cho chị nước tiền luôn. Bữa nay cũng để tặng tay cái máy tiền luôn. Cơ sở để tiền để cho mình làm rồi cũng cao được sử dụng. Tương tự luôn, nhưng mà nó kiểu. Dạ, dạy cô giáo dạy học để xét trường.
2. Dạ. Dạy môn lý. Thì những người đây không? Người đây. Giờ là nhà trống với con. Dạ trống. Chắc cũng do là chị làm giáo viên á, cho nên là chị làm dàn tránh cũng gần đây, cho nên là chị trông con và cho ảnh có thời gian đi đây đó giúp bà con. À, giờ vô cái nhà lo con. Dạ, giống như không được xuất vừa cho những nhà xã cũng vừa cũng giáo viên. Cho nên là cũng đi làm dàn tránh thì về rồi cái cho lo cho con cái rồi gia đình, nói chung là công việc của mình vừa cũng có tốt như vậy. Nhờ phần là xã rồi cha mẹ rồi cũng bà ngoại rồi cũng mình học luôn. Ví dụ nhờ mà bây giờ như bà ngoại. Ngoại rồi đấy thôi. Cách đây khoảng 700 mét. Thì lại coi đá rồi. Dạ. Đá rồi đó. Thầy bà đi qua không có vậy. Đứa ngọn lớn nào cũng vậy. Muốn đẩy thì lên không sao, đẩy thì lên không sao, để lên ở đây mới đây hỗ trợ kim, cho kim đi. Anh sẽ hợp lý. Còn lúc mà chờ nó sản các bạn thì cái chỗ mới ra đó thì một bà cũng bữa giờ mình bắt được nguyên hóa đàn bánh thứ tư là có hai một máy của anh Cảnh, máy của bác Hải. Nói chung là cái công việc của anh Hải là công việc hỗ trợ cho bọn bác, hỗ trợ cộng đồng xã hội, cho nên để mình dùng những lời cảm ơn của anh để dành cho cái công việc của anh thì biết chừng nào mà 30 năm rồi đúng không anh? Gần 30 năm. Dạ, gần 30 năm. Còn về anh thì anh không làm việc thì rồi anh tự lo, tự sắp xếp. Anh không có nhận sự hỗ trợ của bọn bác. Cho nên chỉ có những cái lời hỏi thăm rồi có những cái món quà như vậy thì anh... Món quà quý rồi. Nói chung là mình thường thường giải cứu ở Campuchia. Dạ. Nhiều người dân ở Bến Tre họ đem dừa lại quý lắm. Dạ, không ở quê, ở quê quý lắm. Dạ. Uống nước dừa cũng vui rồi. Nói chung là họ đi ra cho thôi đâu lấy đâu, không lấy. Dạ. Ở đây nói chung là mình không đi chùa rồi. Mình lấy thì thành ra cái việc mình không phải là đâu đâu phải dân sĩ. Mình làm bác sĩ là mình không lấy tiền ta. Không. Dạ. Nói chung là làm bây giờ là phải bây giờ mình làm cái hiệp sĩ này là mình phải có thu nhập. Mình nuôi gia đình được, ha, mình nuôi gia đình được, dùng họ mà với là cha mẹ mình lo được thì chúng ta làm sao được? Đại giờ là vũ rồi, nhưng người ta cũng đã để lại những cái bình luận đó kia đúng không? À, đúng rồi. Anh sẽ có tiền không? À, đúng rồi. Nên anh nói là tôi tại sao tôi làm công việc này được? À. Tại vì tôi có những cái chỗ để tôi cho thuê, để tôi theo ngân hàng tháng tôi có cái thu nhập đó đủ để tôi lo cho con cái của tôi, lo cho cuộc sống của tôi và còn dư ra để tôi đi giúp bà con. Nếu mà không nhập ra giờ là cho đây một hành thì chung họ đóng thế thì cũng còn khoảng 10 ngàn. À, cho là 2 triệu hả? 2,4 triệu. Đóng thế là rồi. Thế mà. Tức là thực ra thì cái việc anh làm nó ở bên ngoài cuộc sống anh đã lo được công việc kinh doanh. Nó ổn định cái làm này được. Không có bị ảnh hưởng quá nhiều về cái món lợi cái này lát mới đặt lát thì cái này sẽ hướng dẫn sử dụng ha. Rồi. Dạ còn chắc cũng xin thông tin con xíu xin con thải bốt để coi để cử nhân viên theo chăm sóc ra có những người phải chăm sóc đặc biệt nhiều khi ảnh đi rồi anh nói nhiều khi mình cũng không cần làm việc gì to tát ngoài
xã hội ngoài đường thì mình chỉ cần quan tâm rồi hỏi thăm ăn được dành những quà cho anh là rất là tốt. Anh đi làm, anh đi làm tại vì anh đi làm rất là nhiều việc. Dạ rồi, phải chắc vừa còn lát lâu đó. Dạ. Tạm thời. Có gì sáng mai gia đình với anh vừa đi ăn bữa cơm đang mặc được. Thì đi lại quán Hương Việt đi. Hương Việt đi. À. Dạ. Dạ. Còn máy móc này thì con bác mà có mua hơn là cần tư vấn thăm thì bố con bác liên hệ với con nha. À, hiện tại thì trong cái chương trình học lưu đoàn Vân đồng hành với con vừa cũng còn không kỳ chi trao cũng nhiều máy. Dạ cũng còn lại mười mấy máy rồi, bữa nào con vừa con sắp xếp chi trao cho những bạn ở tầm những cái nơi mà nước không có được tốt để có nước sinh hoạt sắp xếp đi. Rồi bây giờ thì sau Vân với con vừa đi lại đây thì Vân đang công ty cũng đang sắp xếp cái thứ hai cũng gia đình cũng cha mẹ hai bên cũng lớn lớn cho nên phải cần cái kiểm tra sức khỏe rồi, cho nên là không có thời gian, cho nên sắp tới là năm nay thì bắt đầu con vừa sẽ khởi động lại các chương trình của con vừa, mà đặc biệt là những chương trình cá nhân học đời đó, những chương trình những chuyến đi mà con vừa hỗ trợ cho các bạn thì Vân với anh Linh cũng sẽ sắp xếp đi hỗ trợ con vừa. Nhưng mà con vừa cũng nói Vân là những bên cũng nói cảm ơn tấm lòng của ông Vân với Minh rất nhiều cũng đồng hành cũng nhiều hỗ trợ với chúng tôi bác, nhưng mà cũng phải lo cái công việc kinh doanh và bọn bác lúc giờ cái công việc kinh doanh giờ là coi như là tình hình chung cũng hơi khó khăn, nhưng mà trong năm qua thì anh Minh với Vân cũng rất là giỏi, cũng cố gắng cùng đội ngũ của mình cũng vượt qua được hai năm ba năm cũng may mắn cũng làm được đấy. Tôi hy vọng là công việc trong năm nay sẽ tốt để Vân với anh Vinh có thể làm hành cũng vừa, như vậy công việc sẽ hỗ trợ được cho Vân với anh Vinh được gì thì hỗ trợ thêm đó. Để công việc kinh doanh tốt giống như nãy vậy đó, ảnh cũng phải có thu nhập tốt ảnh mới đi để hỗ trợ cho bác được. Vân với anh Vinh cũng vậy, bản thân công việc cũng vậy nữa, công việc cũng phải công việc cũng tốt, lo cho gia đình được rồi lo cho biết được rồi mình mới đi đây đi đó, mình gặp người này kia chia sẻ một xíu thôi chứ không dám nói là mình lo cho cả mọi người, thật sự không nổi khả năng của mình cũng nổi. Dạ rồi thôi không có lần nữa cảm ơn hai bạn đã nhận cái máy nha, cảm ơn rồi. Dạ cảm ơn anh chị nha, dạ chúc mọi người bác mình thật sự sức khỏe, dạ tại quý bà con bác chúng ta theo công nghiệp.